Chào mừng quý khách đến với siêu thị Hải Minh. Với phương châm sản phẩm chính hãng, dịch vụ linh hoạt, siêu thị Hải Minh luôn mang đến cho quý khách các sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất và đảm bảo giao hàng tận nơi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý khách truy cập website siêu thị hải minh.vn hoặc siêu thị điện máy chính hãng.vn. Siêu thị Hải Minh xin chào quý khách. Hôm nay siêu thị Hải Minh xin giới thiệu đến quý khách dòng sản phẩm máy hàn nhựa túi liên tục FPR 900. Đây là một trong những dòng máy hàn nhựa túi công nghiệp phổ biến nhất hiện nay, có khả năng hàn nhựa túi rất nhanh và chính xác, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tiết kiệm điện và thời gian làm việc. Máy hàn nhựa túi dùng để làm gì? Dòng máy này sẽ dùng để làm kín các túi nhựa, ni lông để bọc các loại thực phẩm, đồ dùng, tránh không khí hoặc vi sinh vật xâm nhập gây ảnh hưởng đến sản phẩm bên trong. Máy này thì có thể dùng để bọc bim bim, các loại bánh kẹo, đường sữa và nhiều các loại sản phẩm khác. Máy hàn nhựa túi tự động FPR 900 do siêu thị Hải Minh cung cấp có những tính năng nổi bật như sau. Đây là dòng máy hàn nhựa túi công nghiệp với thiết kế dạng băng tải rất là dễ sử dụng. Băng tải thì có thể được điều chỉnh độ cao, thấp bằng tay quay hoặc là điều chỉnh tốc độ bằng đúng xoay. Máy hàn có công suất lớn với tổng công suất là 500W, có thể hàn được 40-50 gói sản phẩm trên phút và được cấu tạo hai quả ép nhiệt liên tục, tạo đường hàn nhựa túi rất là đều và chắc chắn. Thanh giản có thể điều chỉnh được nhiệt độ từ 0 đến 300 độ C, phù hợp với các loại túi khác nhau như PP, PE. Mặt khác, máy hàn nhựa túi liên tục FPR 900, đây là dòng máy hàn cao cấp hơn các dòng máy hàn nhựa túi dập tay, dập chân. Với thời gian hoạt động liên tục cho năng suất đóng gói rất cao, có thể kết hợp với các dây chuyền hiện đại của các nhà máy đường, bánh kẹo, sữa và các loại thực phẩm. Sau đây, siêu thị Hải Minh sẽ hướng dẫn quý khách cách sử dụng máy hàn nhựa túi liên tục FPR 900. Để sử dụng, quý khách hãy bật nguồn. Đây là nút bật nhiệt độ, thanh điều chỉnh nhiệt độ. Quý khách có thể điều chỉnh nhiệt độ mình mong muốn và có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 0 đến 300 độ C. Đây là để hiển thị nhiệt độ. Điều chỉnh tốc độ băng chuyền. Bật quạt gió. Lưu ý, khi sử dụng quý khách hãy để trong máy bật một lúc để nóng thì sẽ có đường hàn đẹp và chắc chắn hơn. FPR 900 được siêu thị Hải Minh nhập khẩu trực tiếp, có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. Siêu thị Hải Minh giao hàng toàn quốc, bảo hành tận tình. Đối với dòng sản phẩm này thì sẽ được bảo hành 12 tháng. Ngoài ra, siêu thị Hải Minh còn cung cấp đa dạng các loại thiết bị, máy móc, công nông nghiệp khác phục vụ nhu cầu sử dụng của quý khách. Quý khách hãy truy cập ngay website siêu thị điện máy chính hãng.vn hoặc siêu thị hải minh.vn để tham khảo thêm. Để được tư vấn và hỗ trợ về dòng sản phẩm máy hàn nhựa túi, quý khách hãy gọi điện ngay cho chúng tôi theo hotline 04-321-6365, 08-3510-2786, 02-25-35-28-299 để được tư vấn và mua sản phẩm với giá ưu đãi nhất.